Rồi vậy là bắt đầu nó thu âm rồi. Ok, start. Mình đang có cuốn sách Vocabulary for IELTS với lại cuốn sách thứ hai là TOEIC 600. Thì đây là hai cuốn sách mà bên em đang sử dụng để giảng dạy tiếng Anh. Thì khi chị học hai cuốn sách này thì chị sẽ ra được cái đầu ra của mình luôn. TOEIC cũng được Từ từ mà. là do mạng không tốt hay là như nào nhỉ, chị đang không thấy. Ồ, và bây giờ chị Huyền thấy 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 cái màn hình brain map chị Huyền. Chị thấy mỗi cái gì ấy của bên em đấy. Cái brain map hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ rồi. Giờ em thử di chuyển, chị Huyền có thấy cái hình tròn của mind map nó di chuyển không ạ? Chị thấy nó đang ở yên một chỗ đấy. Dạ rồi, để em thử tắt cái share screen rồi em làm lại. À, bây giờ bắt đầu em chia sẻ lại. Thì bây giờ chị Huyền có thấy cái mind map nó di chuyển không ạ? Ok, quên giờ là chị mới thấy. Dạ rồi, dạ rồi. Ok, let's start on this one. Per second. Yeah, the first word here is abide by. Rồi bây giờ thì mình sẽ cài những cái bốn từ vựng này. Từ vựng chỉ có càng nhiều thì mình sẽ nói được và đọc được càng lưu loát. Okay, let's start the first word abide by. Chị Huyền sẽ có cái chữ đầu tiên là chữ abide by. Abide by có nghĩa là tuân theo trong tiếng Anh. Chữ tuân theo hoặc tiếng Việt sẽ dịch là tuân thủ. Abide by. Abide by. Hồi hôm qua mình đang học cái chữ được gọi là luật trong tiếng Anh. Những cái luật mà bình thường mình đặt ra gọi là rule. 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 Yes, Miss Nguyễn. Còn gọi là mình xác lập, gọi là mình ra cái luật đó. Người Việt mình hay gọi là ra luật. Nghĩa là mình đặt ra luật. Ra hoặc là mình gọi là đặt. Thì người Việt mình sẽ dùng cái từ đặt ra hoặc là đặt. Trong tiếng Anh có nghĩa là thiết lập. Thì sẽ có cái chữ là set. Hoặc là chữ thứ hai là establish. Mình thiết lập một cái gì đó. Và đây thì mình đang muốn sử dụng từ set trước tiên mình, để mình thực hành set, establish. Ok, giờ rồi let's start this one. Tôi bắt đầu làm việc ở đây. Sếp của tôi ra luật cho tôi làm việc. Cho ai đó làm cái gì đó. Sau cho mà có somebody, nghĩa là sau cho có con người. Rồi sau đó sẽ có hành động trong tiếng Anh. Thì chị Huyền sẽ có cấu trúc là for somebody to sẽ cộng cho một cái hành động mà phía sau cho ai đó làm cái gì đó. Như vậy cho ai đó làm gì thì đó là cái cấu trúc mà mình đọc lên để mình dễ nhớ. Ở đây tôi ra luật để bạn tuân thủ thì chị nói như thế nào? Tôi ra luật để bạn tuân thủ. Tôi ra luật. I set. I set. Ra luật. Tôi ra luật. I rule. Set. Yes. I set the rule. Để bạn tuân thủ. Để bạn tuân thủ. Để hoặc là cho là một chữ trong tiếng Anh. Để bạn tuân thủ. Yes. For. Yeah, để bạn tuân thủ. Từ nãy lúc nãy cái từ này chị chưa biết đọc này. I yeah. Be by. Oh. Abide by. Abide by. Yeah. Abide by. Abide by. Abide. Abide. Cái này chỉ là abide nhẹ thôi ạ. Abide. Abide. Yes, abide by. Abide by. Yes. Và chị sẽ có cái âm D ở phía sau. Abide. Abide. Yes, abide by. Abide by. Very good. Dạ rồi, như vậy tôi ra luật để bạn tuân thủ. I set the rule for abide by. For người nào? For somebody to do something. For you. Người nào? Yes, for you. Để bạn tuân thủ. Abide to. Yes, to. To. Abide by. Very good, to abide by. Tôi ra luật
để mọi người tuân thủ khi họ làm việc. Mình sẽ có chữ mọi người trong tiếng Anh. Chị Huyền còn nhớ từ mọi người là gì không ạ? Gì? Everybody. And everybody or everyone. Tôi ra luật để mọi người tuân thủ khi họ làm việc cho tôi. Miss Huyền, please. Tôi ra luật. I change the rule. I set the rule. Để mọi người tuân thủ. Để mọi người tuân thủ ạ. For everyone. Yes, for everyone. For everyone. Để mọi người tuân thủ ạ. For everyone. To abide by. Abide by. Khi họ làm việc cho tôi. When they work. Làm việc cho tôi. For me. Very good, Miss Nguyen. What the work for me? What the work for me? Tôi làm việc theo hợp đồng, tôi không làm việc gọi là theo cảm tính, ví dụ là như thế. Thì trong tiếng Việt của mình sử dụng cái từ cảm tính, hoặc là người ta gọi là cảm xúc trong tiếng Anh, danh từ emotion. 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 Yes, Miss Nguyen. Emotion. Emotion. Yes, chị Thiền hay có cái chữ theo, giống như là theo thông tin này, theo cái này, theo cái kia, mà có nghĩa là theo thông tin chứ không phải là mình đuổi theo giấc mơ hoặc là mình theo một ai đó. Như vậy theo thông tin, theo cái gì đó, chị Thiền sẽ có chữ according to. According to. Yes, according to. According to. Very good, Miss Huyền. Như vậy tôi không làm về theo cảm xúc. I don't work. Don't work. Tôi không làm việc theo cảm xúc. Emotion. Emotion. Oh, emotions, very good. Nhưng mà mình theo, có từ theo là gì? Theo cảm xúc. According to emotion. Very good. According to emotion. Và trong tiếng Anh thì nó sẽ xác định là nếu mà là một cái thì nó sẽ thêm chữ hoặc là chữ an ở phía trước tùy theo cái từ. Và nếu mà mình nói chung chung thì là danh từ nó phải số nhiều. Như vậy khi mà chị Huyền không có xác định là bao nhiêu cái, nói chung chung tất cả danh từ nó phải có hơi gió, là thổi gió ra phải có số nhiều. Emotions, nói về danh từ, nói về vật hoặc là việc. I don't work according to emotions. Tôi làm việc theo luật. Miss Huyền, please, tôi làm việc theo luật. I work. Yes, I work. Theo luật. Rule. Theo cái gì ạ? Theo cái gì? Theo luật. According to rule, the rule. Very good. According to the rule. Khi chị Huyền nói thì chị Huyền cứ tất cả chữ với chữ the. Nếu mà nói về danh từ vật và việc, tại vì mình biết đó là cái gì thì mình xác định thì mình phải thêm the vô khi mình nói. Khi mình nói đến là mình cứ thêm the vô. Rồi tiếp theo là dựa vào gọi là theo thông tin. Theo thông tin, tôi sẽ theo thông tin tôi sẽ chia sẻ với bạn. Như vậy chị Huyền đang có cái chữ là chia sẻ. Khi mà mình nói dùng từ theo là người ta hay dùng từ chia sẻ. Chia sẻ. Share. 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 Yes. Tôi sẽ chia sẻ thông tin với bạn. Thông tin, Miss Huyền còn nhớ không ạ? Thông tin. Information. Information. Nói đến thông tin thì mình sẽ nói đến dữ liệu. Dữ liệu là data. 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 Very good, Miss Huyền. Nói đến dữ liệu thì chị sẽ có cái từ được gọi là tài liệu chứng từ, tài liệu chứng từ, documents. Documents. Yes, documents. Document. Very good. Tôi làm việc theo tài liệu chứng từ. Tôi không làm việc theo lời nói, ví dụ là như thế. Thì mình đang có một cái chữ được gọi là lời nói trong tiếng Anh. Lời nói, danh từ là saying. Và một lời nói là a saying. Nhiều lời nói chung chung thì chị Huyền sẽ có số nhiều sayings. Như vậy tôi không làm việc theo lời nói. Miss Huyền, please. I don't work according to saying. Very good. Mà chị Huyền nhớ là khi nói về vật và việc thì trong cuộc sống của mình xác định là bao nhiêu cái rõ ràng. Không thôi cứ thêm S vào cho nó là số nhiều hết.
Như vậy ở đây mình không có biết bao nhiêu lời nói, mình nói chung chung thôi. Là to the sayings. Yeah, I don't work according to sayings. Okay, according to sayings. Rồi như vậy ở đây, người một số người thì sẽ thêm the. Mình thêm the khi mà mình biết cái đó là cái gì. Còn mà nói chung chung là chị không có thể thêm the được. Mình nói chung chung mình không biết cái gì thì không the. I don't work according to sayings. Tôi làm việc theo tài liệu chứng từ. I work. Yeah, I work theo theo tài liệu chứng từ. According to the document. The document. Theo tài liệu chứng từ, tôi có thể khẳng định, rằng cái gì đó xảy ra. Chị Hiền sẽ có chữ khẳng định trong tiếng Anh. Khẳng định. State. Đây. State. Đây. Yes. Còn có chữ rằng. Rằng là that. Cứ sau rằng là một câu hoàn chỉnh. Chủ ngữ, động từ, vị ngữ. Mình không nói cọc lóc rồi. Sau rằng là một câu hoàn chỉnh. Tôi khẳng định rằng cái này cái kia. Như vậy, theo thông tin, tôi khẳng định rằng cô ấy phù hợp cho vị trí này. Ví dụ là như thế. Vị trí trong tiếng Anh. Hồi bữa trước chị Huỳnh có học từ vị trí là position. No, position. Position. Very good. Và cái gì mà T-E-O-N chị Huỳnh đọc âm sờ nặng trong tiếng Việt mình hả? Shun. Position. 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 Yes, position. Position. That's very good, Miss Huyền. Đó là danh từ. Phù hợp là tính từ trong tiếng Anh. Xác định tính và động rất là dễ. Mình không biết đó là tính hay động, chị Huyền chỉ có thể mở từ điển ra. Chị Huyền nhìn vào cái kế bên từ đó nó có cái chữ ADJ là tính từ. Như vậy ở đây mình đã có tính từ là từ suitable. Suitable. Phù hợp với cái gì thì cái riêng cái từ đi chung với nó là phải dùng từ for, chứ không được dùng từ với là with. Rồi như vậy khi mà chị đặt câu với tính từ thì chị hãy nhớ am is are là cách để đặt câu cho tính từ trong tiếng Anh. Tôi phù hợp với vị trí này, nhưng cô ấy không phù hợp với vị trí này. Ở đây nó thể sẽ có thêm cái chữ này. Người ta hay gọi là cái này, hoặc là này. Này, chị Huyền sẽ có từ this. Yeah. Chị Huyền sẽ có từ that. Như vậy vị trí này thì chị Huyền ráp như thế nào? This position. Very good. Vị trí kia. That position. Very good. That position. Rồi như vậy, tôi phù hợp với vị trí này. Cô ấy không phù hợp với vị trí này. I suitable. Tôi phù hợp. Ở đây chị Hình sẽ có từ suitable. À em ơi. Yes, miss. Rồi, okay, được rồi, được rồi. Chị vừa yeah. Máy chị vừa bị động. Rồi ok. Em. Yeah. Suitable. Được, miss Huyền. Rồi như vậy chị Huyền mà nhớ là đặt câu cho tính từ lúc nào chị Huyền sẽ nhớ là phải có am is are mình mới đặt được cái câu cho tính từ. Là như thế. Tôi phù hợp với vị trí này. I am. Yes, I am. Phù hợp với For this position. Very good. Nhưng cô ấy không phù hợp với vị trí này. Nhưng But she. Cô ấy she không phù hợp với vị trí này. She is position. No. Cô ấy không phù hợp là gì? Không là gì? She is isn't. Yeah. She is. But suitable for this position. Rồi. Theo thông tin, tôi cảm thấy cô ấy không phù hợp với vị trí này. Khẳng định là chắc chắn. Cảm thấy là mong lung thì chị sẽ có từ feel. Nghĩ rằng, như mình nghĩ rằng cái này xảy ra, cái kia sẽ xảy ra. Chị Huyền sẽ có từ think that trong tiếng Anh. Như vậy, dựa theo thông tin, tôi cảm thấy cô ấy không phù hợp với vị trí này. Miss Huyền, please, dựa theo thông tin.
dựa theo thông tin, thông tin information. According to information. Yes, the information. The information. Yes, I feel. Yes. Cô ấy không phù hợp với vị trí này. I feel. Cô ấy. She. Cô ấy không phù hợp với vị trí này. Cô ấy không suitable. Yeah, cô ấy không là gì? Cô ấy không phù hợp. She isn't. Yes, she is. Suitable. Very good, suitable. Với vị trí này. For this position. Yes, for this position. For this position. Nếu cô ấy làm việc tại vị trí này, tôi sẽ thử thách cô ấy trong vòng 3 tháng. Ví dụ là như thế. Thì chị sẽ có cái hành động thử thách để mình kéo theo cái vốn từ này. Chị thử thách ai đó làm cái gì đó. V là ký hiệu của verb, là hành động. Chị sẽ có chữ challenge. Challenge. Sau chị Huyền sẽ có cái âm GE. Âm GE có nghĩa là cái âm hơi gió của âm G của tiếng Việt mình. Challenge. Challenge. Yes, very good. Challenge. Challenge. Yes. Như vậy nếu là gì, chị Huyền còn nhớ cái cấu trúc này không ạ? Nếu. Yes, if. Nếu cô ấy làm việc tại vị trí này, Miss Huyền. If she work. Yeah, if she. She work. Yeah, she works. Chị Huyền sẽ có làm việc. Work. Works. Nói đến work. Cô ấy, anh ấy. Từ phải thêm S, hành động phải thêm S liền. Như vậy nếu cô ấy làm việc tại vị trí này ạ? If she works this position. Tại nơi nào đó. At. Very good. Tại vị trí này ạ? This trí position. Này. Yes. Tôi sẽ thử thách cô ấy trong vòng 3 tháng ạ. I will challenge. Cô ấy. Her will send her for ba tháng. 3 months. For 3 months. Yeah. Đây là 3 tháng thử việc của cô ấy. Như vậy mình hay có nói là gọi là thử việc mà là danh từ thì chị sẽ có cái chữ probation. Period. Miss me. Probation. Yes. Period. Very good. Period. Probation. Very good, Miss Huyền. Yeah, rồi. Như vậy, ở đây thì mình sẽ có cách nối là thời gian nó sẽ đi trước. Time nó sẽ đi trước. Nó hay nối với nhau. Số nó sẽ xuất hiện gặp ngang cái. Cái từ gọi là từ thời gian, được gọi là time word, nó sẽ đứng ở phía sau. Rồi bắt đầu chị Huyền sẽ có cái chữ probation period. Rồi, ví dụ như là 2 tháng thử việc. Số đặt ở đây. 2 months probation period. Very good. 1 tháng thử việc. 1 month probation period. Yeah, 1 month probation period. Rồi, như vậy ở đây, nếu mà mình muốn tụt cái chữ thử việc mà là động từ trong tiếng Anh, thì chị sẽ dùng chữ attend. Attend là nghĩa là tham gia. Bây giờ mình tham gia cái quy trình thử việc. Attend okay, the probation period. Là đây. Như vậy cô ấy tham gia 3 tháng thử việc trước khi cô ấy làm việc cho tôi. Miss Huyền, please. Cô ấy tham gia 3 tháng thử việc. She attend 3 tháng thử việc. 3 months. Probation period. Yes, Miss Huyền. Trước khi cô ấy làm việc cho tôi, trước khi. Đó là chữ before. Trước khi cô ấy làm việc cho tôi, Miss Huyền, please. Before
Before, yes. Tri. Cho tôi. She was. For me. Cho tôi. Very good for me. Sau khi cô ấy thử việc, cô ấy sẽ chính thức làm việc cho tôi. Thì mình sẽ có từ chính thức. Yes, Miss Huyền. Chính thức là official. Official. Yes, Miss Huyền, please. Official. Official. Dùng cái tính từ mà chị Huyền muốn ráp chung với hành động thì nó phải thêm ly. Nó mà thêm ly là nó là một từ khác rồi. Người ta sẽ gọi cái từ này được gọi là trạng từ, không phải là tính từ nữa. Như vậy trạng từ nó sẽ đi chung với động từ. Bây giờ mình muốn nói là làm việc chính thức thì chị Huyền nói như thế nào? Làm việc chính thức. Làm việc chính thức. Work officially. Work. Officially. Officially work. Officially work. Cái thứ hai, học chính thức. Chị nói như thế nào? Học chính thức. Học chính thức. Officially. Gì ta? Study. Tự quên. Yeah. Yeah, study. Study. Mình sẽ có từ học về chữ study. Rồi chính thức là từ official. Mà trái nghĩa với nó không chính thức thì chị Huyền sẽ có chữ unofficial. Như vậy, làm việc không chính thức là thử việc đó. Chị Huyền ráp như thế nào? Làm việc không chính thức. Unofficial work. À, tính từ mà muốn đi chung với hành động. Yeah. Unofficially work. Very good. Dạ rồi, học không chính thức là gì? Unofficially theory. Very good. Unofficially study. Unofficially study. Study. Rồi, cô ấy, sau khi cô ấy thử việc 3 tháng, cô ấy sẽ làm việc chính thức cho tôi. After she thử việc. Sau khi cô ấy thử việc trong vòng 3 tháng, thử việc. Attend. 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 Yes, attend. Thử việc trong vòng 3 tháng, thử việc 3 tháng. The profession. Thử việc 3 tháng thì mình đang nói về thử việc 3 tháng thì sẽ có cái cấu trúc là đây ạ. Thử việc 3 tháng. 3 month probation period. Very good. 3 month probation period. Cô ấy sẽ làm việc cho tôi. She will work. Làm việc cho tôi. Work cho tôi. For me. She will work for me. Very good. She will work for me. Trước khi cô ấy làm việc cho tôi phải nhờ quản lý, tôi phải nhờ trợ lý soạn thảo hợp đồng. Chị sẽ có chữ soạn thảo trong tiếng Anh. Soạn thảo. Compose. 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 Yes, okay. Hợp đồng về truyền hình sẽ nhớ từ là contract. 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 Yes, very good. Dạ rồi. Như vậy, ở đây, cô ấy cần làm việc. Cô ấy cần hợp đồng để làm việc. Cô ấy không thể làm việc theo lời nói. Miss Huyền, please. Cô ấy cần hợp đồng để làm việc. Cần là gì? Hành động cần. Need. Mẫu nói đến người thứ ba là needs. Như vậy cô ấy cần hợp đồng để làm việc. She needs a contract. Yes, để làm việc. A contract. Để làm việc. Để làm việc. Để. Chị hay có cái từ để. Mình làm cái gì là mình để diễn tả mục đích. To. Yes, Miss Huyền. Như vậy cô ấy cần hợp đồng để làm việc. To attend. Yes, to attend.
làm việc chứ không phải là thử việc à? Thử việc là đây, còn làm việc là gì Miss Nguyễn? Làm việc đây, to. To work. Yes, to work. Work. Cô ấy không thể làm việc theo lời nói à? Cô ấy không thể làm việc theo lời nói à? Cô ấy không thể. Yes. She can. Very good. She, nếu mà không thể thì có âm T ở phía sau à? Can't. Can't. Very good. She can't. Làm việc theo lời nói à? To. Không thể làm việc à? Để mới là to à? Cô ấy không thể làm việc theo lời nói à? Từ từ. She can't yes. work. Theo lời nói à? By. Theo cái gì à? Theo thông tin, theo dữ liệu, theo cái này, theo cái kia, theo lời nói à? According to. To lời nói à? Saying. Yes, very. Saying. According to. Thế rồi học là tao quên mất đoạn đầu rồi. Yes. Nếu tôi làm, nếu cô ấy làm việc theo lời nói, cô ấy sẽ không có quyền lợi. Chỉ có cái từ có thể là đây rồi. Và mình nhớ mình ôm lại cái từ sẽ trong tiếng Anh. Sẽ. Will. Sẽ không thì chỉ để thêm cái chữ là will not. Will not. Very good. Thường người ta đọc tắt người ta sẽ đọc là won't. 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 Yeah, rồi. Như vậy nếu cô ấy làm việc không có hợp đồng, bây giờ chỉ để thêm cái từ mà cái chữ không có mà mình để vào trong câu, mình sẽ có cái chữ without. Without là cái từ để thôi chứ không phải là động từ. Còn mà động từ có trong tiếng Anh nó sẽ có hai chữ have và has. Mình nói mình có cái gì. Và bây giờ mình sẽ thực hành trước cái anh chàng động trước have ở đây. Rồi như vậy ở đây nếu cô ấy không có, cô ấy sẽ không có lợi ích. Nói chung chung là chị Huyền phải cho nó là số nhiều liền. Còn nói cụ thể là phải có số ở phía trước bao nhiêu cái lợi ích. Benefit, được gọi là lợi ích trong tiếng Anh là benefit. 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 Yes, như vậy. Nếu cô ấy, if she, không có là gì, chứ không dành cho hành động. Mình có hai dạng don't và doesn't trong tiếng Anh. Như vậy nếu cô ấy không có hợp đồng, if she doesn't, if she doesn't, không có contract. Hợp the contract, không mà không cái gì à, không cái gì à? Không có. Have. Hợp đồng à? Contract. Yes, a contract. Xác nhận à? Như một người một cái hợp đồng một cái à? Cô ấy sẽ không có lợi ích. She will. Cô ấy sẽ không. Doesn't. She will. Mình có cái từ sẽ không riêng luôn. Okay. She won't. Yes, she won't. Cô ấy sẽ không có hợp đồng. Cô ấy sẽ không có lợi ích. Benefits. Yeah, không có gì. Phải có một cái động từ chủ động vị. Không có lợi ích. Có. She won't. Có. She won't have. Very good. Lợi ích là gì, Miss Nguyễn? Benefits. Very good, Miss Nguyễn. Benefits. Benefits. Nếu cô ấy không có lợi ích, cô ấy sẽ không muốn làm việc ở đây, here. Yeah. Nếu cô ấy không có lợi ích, nếu if she, nếu cô ấy không có lợi ích, if she won't, no, không, if she doesn't, yes, if she doesn't, không mà không có gì, không có, have. Benefits. Benefits. Cô ấy sẽ không làm việc ở đây. She will.
sẽ không. Won't. Angry. She won't. She won't. Won't. Yes. Ở đây. Here. Nếu cô ấy làm việc ở đây, cô ấy phải tuân thủ theo quy định của công ty. Chị sẽ có từ của mà để thêm là chữ off. Chữ của off là sớm nhất là do là việc xui anh nó cũng xui theo luôn. Ví dụ như quy định của công ty. Mình hôm trước mình có học từ quy định là regulation. Regulation. Yes. Nói chung chung thì chị phải có S. Còn cụ thể là phải bao nhiêu cái. Công ty thì chị hiện sẽ nhớ đến chữ là company. Như vậy quy định của công ty thì chị hiện rác như thế nào? Quy định của công ty. Yes, regulation of company. Very good. The regulations of the company. Còn nếu mà mình việc xui anh ngược lại, mình không dùng giới từ off thì mình phải dùng cái dấu phẩy s. Như vậy quy định của công ty thì bằng nghĩa với nó mà có chút thẻ. Very good. The company's company. Regulation. Regulation, yes. Rồi, nếu bạn làm việc ở đây, bạn phải tuân thủ quy định của công ty. Thì chị hồi nãy chị vừa mới học cái chữ tuân thủ theo. Mình đang có cái chữ tuân thủ theo là abide by. Nếu bạn làm việc ở đây, Miss Huyền, please. If I. Bạn là gì trong tiếng Anh? Cái ngôi bạn à? Nếu bạn. Bạn. Sorry. You. Yes. If you. Làm việc ở đây à? If you work đây here. Bạn phải tuân thủ theo quy định của công ty. I. Bạn à? Bạn phải tuân thủ. Bạn à? You. Bạn phải tuân thủ theo quy định của công ty à? Có một cái gì trước tuân thủ không nhỉ? Yeah. Động từ hay gì? Tuân thủ theo ba chữ trong tiếng Việt, hai chữ trong tiếng Anh là abide by. I put abide by. Yes, bạn phải. Chị đang có cái từ phải trong tiếng Anh. Phải là you must abide by. Yes, abide by quy định của công ty. The regulation of the company. Very good, Miss Huyền, the regulations of the company. Trước khi tôi tuân thủ theo quy định của công ty, tôi phải xem qua quy định. Như vậy thì xem qua hoặc là từ tham khảo là một chữ trong tiếng Anh. Check out. Check out. Rồi như vậy, trước khi tôi tuân thủ quy định của công ty, tôi phải xem qua quy định. Miss Huyền, please. Từ từ em quay lại chữ này trước khi after là sau, trước khi là before. Before, very good. Before. Oh, before. Trước khi tôi tuân thủ quy định của công ty. Trước khi đúng không? Trước khi tôi tuân thủ đúng không? Yes, Miss Huyền. Before. Abide by. Công ty. The regulation of the company. I must check out. Yes. Xem qua cái gì? Tiếng Anh là chủ động vị chứ không nói tắt được. Xem qua cái gì? Xem qua quy định. Nội quy. The regulation of the company. Regulations of the company. Tôi không đặt ra quy định của công ty. Quản lý đặt ra quy định của công ty. Quản lý mà nói về chức danh của con người thì chị sẽ nhớ chữ manager. Yes, manager. 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 Tôi không đặt ra quy định của công ty.